Dạ em xin mến chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 7, em có lên được 7 phôi bông trang rất là đẹp. Em rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì buổi trưa em có lên livestream bán một số mặt hàng mai vàng bonsai mini. Em rất là cảm ơn cô chú anh chị đã luôn luôn ủng hộ kênh của em nha. Ngày hôm nay em có lên những mặt hàng bông trang để giao lưu cùng với các cô chú anh chị em. Kính chúc cô chú anh chị em có một buổi tối xem clip thật vui vẻ, bình an đến với mọi người ha. Rồi bước vào clip ngày hôm nay là cây bông trang vàng số 1. Một cây lùng lực nha cô chú anh chị, xoay một vòng tròn đấy. Đế rất đẹp, củ rất bự nha cô chú. Lùng lực cốt cành có sẵn rất là mau chơi. Bông trang màu vàng ha cô chú. Rồi giờ em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị xem. Những mặt hàng này nói chung thì mình chơi bonsai vô chậu 25-30 nha cô chú. Hoành eo 23. Hoành eo 23. Chiều cao 15. Đường kính bầu 26. Đường kính bầu là 26 nha, xoay vòng tròn. Cốt cành rất là đẹp nè. Chẳng hạn như quay cái mặt chỗ này thì cô chú anh chị thấy coi. Bóp dốt đọt nha. Đế thì bông trang mà đế gì rất khá nha. Tại bên em thì không có chuyên làm đế mấy, bây giờ em chỉ làm nở nở ra gì thôi. Số điện thoại của anh Trọng là 0977453622. Cô chú anh chị ưng ý cây này thì gọi cho anh Trọng ha. Rồi sẽ nghe anh Trọng báo giá luôn. Dạ cây này cây số 1 em giao lưu giá 1 triệu em bao ship ạ. Rồi bao ship toàn quốc Việt Nam. Những mặt hàng thì bên em bất cứ kỳ mai vàng hay bông trang thì bên em có rủi ro gì bên em vẫn chịu hết cho cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị anh Trọng giao lưu với cây này là giá 1 triệu. Bao ship, số điện thoại anh Trọng là 0977453622. Và bước qua cây số 2. Dạ rồi, cây này là cây số 2 của ngày hôm nay. Cây này cái củ quá trời nó bự của chú ơi. Mà cái đường thân của nó thì nhìn rất là lực nha. Xoay vòng tròn đi Trọng. Đó, em quay rất gần cho cô chú anh chị nha. Cây rất đẹp. Rồi, đo hoành đi. Hoành và hoành cũ và chiều cao và đường kính bầu. Ơi, cắn. Cắn, rồi. Chưa nhả thức ra. Rồi, đo đi. Đừng đo cắn quá sợ. Hoành 26. Rồi hoành 26 nha cô chú. Củ. Này củ đặc của nó cô chú ơi. Củ 45. Củ 45. Chiều cao 19. Chiều cao 19. Đường kính bầu 29. Đường kính bầu là 29 nha. Em sẽ để lòng bàn tay em vô cho cô chú anh chị xem. Đó, cái củ nó rất bự nha cô chú. Bông trang vàng. Thì bữa giờ thì nhiều anh em cô chú anh chị cũng đang tìm kiếm những bông trang đỏ mà bên em những cây đỏ nó không có nha cô chú anh chị. Đợt tới này nếu có em dẫn lên giao lưu cô chú anh chị ủng hộ em nha. Thì cây này là cây bông trang vàng củ rất là bự. Anh Trọng báo giá cho cô chú anh chị luôn. Dạ cây này là cây số 2 em giao lưu giá 1 triệu em bao ship ạ. Rồi giá 1 triệu bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại anh Trọng là 0977453622. Cô chú anh chị nếu ưng cây này gọi lại cho anh Trọng và ủng hộ anh Trọng trong cái thời gian dịch này nha. Rồi giờ em bước qua cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay. Ngày hôm nay đa số anh Trọng lên những cây lùng lực quá đẹp của chú anh chị ơi. Đó, đế đẹp, thân đẹp nha. Xoay vòng tròn đấy. Củ rất là khá. Này cắt lùng lại của chú ơi. Nó là một cái cây tàn hơi cao cao cao. Rồi mình cắt lùng lại cho nó đẹp, cái gót cây. Mình chơi bonsai mà đâu có cần những cái cây mà tàn cao đâu. Đó. Tại bông trang này nó mạnh hơn mai vàng rất là nhiều nha. Khi mà mình trồng tược nó ra rất là nhiều, nó ra xum xuê hết, mình có thể mình lựa chọn những cái cành này mình ưng ý mình chơi nha. Rồi đo hoành đi. Đó hoành eo trên nha. Hoành eo ở đây là 17. Rồi đo ngang của đế à. Ừ đó. Ngang của đế đây là 25. 25, cây này tính hoành 25 đó cô chú ơi. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28, xoay vòng tròn cái. Cây này nhìn ngoài rất khá nha cô chú. Đa số mỗi lần em lên thì em lên mai vàng hay bất kỳ những mặt hàng khác thì em lựa những hàng đẹp em lên trước nha. Đó, cây này nhìn, nhìn cái bệ nó rất đẹp nha cô chú. Rất là già cây. Đế rất là khá luôn, em để lòng bàn tay em vô nè. Đó. Rồi báo giá luôn, cây này là cây số mấy ta? Số 3. Số 3 hả? Dạ, báo giá luôn. Cây số 3 này em giao lưu 900k em bao ship ạ. À? Rồi 900k bao ship nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị ưng ý cây này của chú anh chị có thể gọi điện thoại cho anh Trọng 0977453622. Đó, những mặt hàng này thì nhìn ở ngoài rất là đẹp đó cô chú. Rồi, giờ bước qua cây số 4.
Cây này là cây số 4 của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Cây này cắt một cây dịp cấp, dạng như cây bài đó. Cây này rất khá nha cô chú anh chị. Những mặt hàng này đa số thì em cắt ra lùng lực nha cô chú. Bệ cây này quá trời đẹp, bệ quá đẹp. Thì những cái mặt cắt này thì liền rất là nhanh nha. Đó, cái bệ của nó nè, em để lòng bàn tay em vô. Đường kính bầu cũng nói chung cân xứng lắm. Gọi đâu hoành đi. Hoành eo ở đây là 21. Hoành 21. Cái này tính nguyên cái bệ nó quá bự, hết nguyên cái đường kính bầu luôn. Bệ đây là 42. Cái bệ của nó là 42 cô chú, mà nó nở ra tới ngoài này hết trơn luôn nha. Nở ra tới ngoài hết. Chiều cao 16. Chiều cao 16. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30, nhưng thật sự ra nó nếu mà tính ra chiều cao chuẩn của cây này nó tầm khoảng chừng dữ lắm khoảng chừng 12-13. 12-13. Nó em cắt dạng như cây bài nha cô chú. Giọng của em ngày hôm nay nó hơi trầm trầm tại bị cảm chứ không phải bị Covid nha. Rồi cây này là cây số 4. À, mọi người cùng nghe anh Trọng báo giá luôn nha. Dạ cây số 4 em giao lưu giá 1 triệu mốt em bao ship ạ. Rồi triệu mốt bao ship thì em cũng nói cô chú anh chị, đôi khi có những cây thì có thể mình nhìn trên clip mình không bao giờ mình thấy rõ được. Em thì em là người quay và em cũng là người đại diện ra bán những mặt hàng này, thì cô chú anh chị em cũng nói cô chú anh chị những mặt hàng này rất đáng để sưu tầm ha. Rồi giờ bước qua cây số 5. Dạ rồi, cây này là cây số 5 của ngày hôm nay. À, ngày hôm nay lên được 7 cây. Mà em nói thiệt cô chú anh chị nhìn ở ngoài rất là khá nha. Quá trời cũ nó đẹp. Cây lùng lực. Nó. Mọi người để lòng bàn tay vô, cũ này chắc được bốn mấy quá. Rồi, đo thông số đi bạn ơi. Thì Trọng là người anh em của em nha. À, em với Trọng là anh em cục chèo. Thì mọi người cũng đều biết rồi. Hoành eo ở đây là 20. Hoành 20 ha. Em tên Tài, còn anh này tên Trọng, Trọng Tài. Đó, mọi người thấy cái tên quá bá đạo không? Cái cũ 38. Cũ 38 anh cô chú anh chị. Hoành 20, cũ 38. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Đường kính bầu 26. Đường kính bầu là 26 nha. Thì em cũng để lòng bàn tay em vô. Tại vì nhiều cây cây thì em cũng nói cô chú anh chị thì nhìn ở ngoài cái bệ đế của nó nè. Nó được xây rõ ràng hơn trên clip nè. Bệ đế cái này đặt. Ngày hôm nay những cái cây lùng lực quá khá cô chú anh chị. Quá khá. Rồi báo giá luôn anh Trọng ơi. Dạ cây này là cây số 5 mà em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi cây số 5. À, 1 triệu 2 bao ship. Số điện thoại anh Trọng là 0977453622. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị ủng hộ nha. Nếu cô chú anh chị xem clip bên con thấy hay, cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh cho con một cái đăng ký, cho con một cái chia sẻ. Rất là cảm ơn cô chú nha. Giờ em bước qua cây số 6. Rồi cây này là cây số 6 của ngày hôm nay cô chú anh chị. Dạng cũng như là một cây bài nha cô chú anh chị. Nó cây này tại vì phía sau nó hai nhánh nè. Đây nhánh mọc lên. À, nhưng mà em tận dụng được đây một chi của nó em làm độc chủ và đây làm cành một. Nó cũ thì rất là bự nha. Đó. Đôi khi mình nhìn thấy trên clip mình nhìn thấy nó hơi thô mà nhìn ngoài một cây rất là xứng đáng để mua sưu tầm. Rất đẹp nha cô chú. Rồi đo hoành đi bạn ơi. Hoành eo ở đây là 24. Hoành 24 nha cô chú. Ờ cái cũ thì mình tính vậy thôi để cho cô chú chị biết lớn nhỏ thế nào thôi. Cái cũ 32. Cũ 32, cây này trao dữ lắm mà tắt. Chiều cao 14. Chiều cao 14 nha. Đường kính bầu 29. Đường kính bầu 29, cây này cao dữ lắm được khoảng tắt nếu mà tính cái từ chỗ này lên nha cô chú anh chị. Từ chỗ này lên ha. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Đó. Tại vì em cũng nói cô chú anh chị nhiều khi mà quay clip lên thì nhiều anh em cũng nói ừ sao mà em hay nói cây nào cũng đẹp, cây nào cũng đẹp. Chẳng hạn như ví dụ như ở cây này anh giao lưu như nhiêu ạ? Dạ cây này em giao lưu giá 1 triệu 2 bao ship ạ. Nó 1 triệu 2 chẳng hạn như em đang tả là tả theo cái giá trị của mọi người bỏ tiền ra mua, khi ví dụ như cây này 1 triệu 2 đi thì em tả theo giá 1 triệu 2 nha. Thì cũng có những cái cây 300-400 ngàn, 500-600 ngàn anh Trọng cũng chuẩn bị lên cô chú anh chị. Bởi vì tiền thì ví dụ như em nói cô chú anh chị thì cô chú anh chị bỏ ra 1 triệu 2 triệu thì em tả theo những cái đó. Em không bao giờ em tả sai mà nói cây của mình đẳng cấp hay như thế nào. Đó. À, như những này 1 triệu 2 rất đáng để sưu tầm một cây bông trăng vàng dán bài này nha cô chú. Rồi giờ bước qua cây số 7. Là cây số 7 của ngày hôm nay, một cây bông trăng vàng tiếp tục. Và cũng đây là một cái cây cuối clip của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Bệ quá trời khá nè. Đó. Bệ rất đẹp nha cô chú. Cái này cô chú anh chị có thể chơi một cái dáng dạng như là dáng một cành bay ra một và một cái chực mình chơi. Chẳng hạn như những cái này, cô chú anh chị cần những bản demo thì bên em vẫn có những cái bản demo cho cô chú anh chị nha. Rồi, bước qua đo thông số đi Trọng ơi. Cây quá đẹp cô chú ơi. Cái này đo hoành hơi khó nha cô chú anh chị. Hoành
hay là 25? Em đang đo là đo hai cái thân của nó nha. Em không có nói hoành, em chỉ nói là đo hai cái thân của nó. Giờ em đo thân nhỏ nhất của nó ở đây nè. Thân nhỏ ở đây là 16. Chưa. Rồi, đo. 15. Rồi căn thước 15 nha. Còn cái cũ giờ không biết đường đo, em chỉ để lòng bàn tay vô cho của chú chị nè. Tại cái thân nó nằm ở đây. Thân nằm đây nè ha. Chiều cao 19. Chiều cao 19. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu là 30. Thì đó, cây này là cây bông trang vàng, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Thì cây này thì nhìn ở ngoài, tại vì bước sang mới xịt nước, sợ nó đang đen nè. Thì cô chú anh chị đôi khi cô chú anh chị coi sẽ em quay thì em sẽ nói rõ hơn nha. Nè, những cái đế này nè, đều có hết trơn nha. Đều có hết luôn. Đó, cây này là cây số 7, cùng nghe anh Trọng báo giá luôn cô chú anh chị. Dạ, cây số 7 này em vô luôn giá 1 triệu 2 bao ship ạ. À. Rồi, giá 1 triệu 2 bao ship nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 7, hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị ủng hộ anh Trọng nha. Số điện thoại của anh Trọng là 0977 453 622. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an đến với tất cả mọi người ha. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho bên em nha. Rồi, hẹn mọi người trong clip ngày mai. Clip của em xin kết thúc tại đây ạ. Xin chào tạm biệt ạ.